À, xin chào tất cả các em. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ôn tập ngữ văn lớp 12 ngày hôm nay. Ở tiết học trước thì cô đã giới thiệu đến cho các em một dạng nghị luận xã hội, đó chính là nghị luận về một hiện tượng đời sống. Các em đã biết nghị luận về một hiện tượng đời sống là gì, cách dạng ra đề và cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống như thế nào. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tiến hành giải đề để các con có những cái cách thức chúng ta làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống đạt hiệu quả cao. Cô nhắc lại một chút về nghị luận hiện tượng đời sống, tức là chúng ta sẽ đi vào trình bày quan điểm, cách đánh giá của cá nhân mình về một vấn đề đang diễn ra ngoài xã hội. Vậy thì những vấn đề đang diễn ra ngoài xã hội nó sẽ có hai mặt. Thứ nhất đó là những hiện tượng mang tính chất tích cực. Thứ hai đó là những hiện tượng mang tính chất tiêu cực. Vậy thì những hiện tượng tích cực và tiêu cực là như thế nào? Hiện tượng tiêu cực tức là những hiện tượng có ảnh hưởng, có tác động xấu đối với đời sống của xã hội và con người. Vậy thì chúng ta có thể kể đến rất là nhiều những hiện tượng đang xảy ra ngoài kia có ảnh hưởng xấu, như là hiện tượng ô nhiễm môi trường, hiện tượng biến đổi khí hậu, hiện tượng trộm cắp, cướp giật, hay là có một hiện tượng mà cô nghĩ đó là một hiện tượng có ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu, đó là hiện tượng khủng bố. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào luyện một cái đề liên quan đến khủng bố để xem chúng ta sẽ triển khai cái đề này như thế nào nhé. Các bạn chú ý lên bảng để chúng ta theo dõi cái đề bài ngày hôm nay. Đề bài cô cho các bạn đó là khủng bố. Khủng bố đang là một vấn nạn ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu. Và anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên. Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên. Đây là một cái đề nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống, và cô tin chắc rằng chúng ta đã rất là nhiều người nghe đến về cái vấn đề là khủng bố, phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái đề này như thế nào? Thì cô sẽ tập trung vào hai bước như hôm trước cô giảng cho các bạn. Thứ nhất đó là bước tìm hiểu đề, và thứ hai đó là bước lập dàn ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên, đó chính là tìm hiểu đề. Một nhỏ, tìm hiểu đề. Tìm hiểu đề là một bước vô cùng quan trọng, bởi vì chính bước này sẽ xác định cho người đọc và người nghe biết rằng mình sẽ nghị luận về vấn đề nào, vấn đề đó là vấn đề tích cực hay là tiêu cực, để từ đó chúng ta sẽ có những cách làm và phương pháp làm bài hiệu quả. Vậy thì nhìn vào đề này, các con chú ý cho cô này, khủng bố đang là một vấn nạn ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu. Vậy thì chắc chắn vấn đề mà chúng ta bàn luận ngày hôm nay đó chính là vấn đề về khủng bố, được chưa nào? Vậy thì vấn đề khủng bố là một vấn đề tích cực hay là tiêu cực nhỉ? Đó là một vấn đề tiêu cực có ảnh hưởng đến đời sống xã hội, được chưa? Đầu tiên đó là xác định vấn đề này. Xác định vấn đề. Vấn đề mà chúng ta đi vào bàn luận ngày hôm nay đó chính là khủng bố. Và đây chính là một hiện tượng mang tính chất tiêu cực. Tiêu cực cần phải loại bỏ. Đây là một hiện tượng tiêu cực cần phải loại bỏ, được chưa? Sau khi chúng ta đã biết được vấn đề chúng ta cần nghị luận là gì rồi, và đây là vấn đề tiêu cực, vậy thì cách làm của một bài nghị luận tiêu cực như thế nào, thì chúng ta sẽ tiến hành sang bước thứ hai, đó chính là bước lập dàn ý, để giúp cho các con sẽ tìm ra được những ý mà mình sẽ triển khai trong bài viết của mình. Hai nhỏ là bước lập dàn ý. Hai nhỏ lập dàn ý. Đối với bước lập dàn ý thì chúng ta sẽ đi thành 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài, được chưa? Dấu sao đầu tiên này. Đó là phần mở bài.
Đối với một đề nghị luận về hiện tượng đời sống thì ở phần mở bài chúng ta nhất định phải giới thiệu được hiện tượng đó, giới thiệu được vấn đề. Vậy thì chúng ta đã tìm ra vấn đề mà chúng ta cần nghị luận ở đây, đó chính là vấn đề khủng bố. Vậy chúng ta sẽ giới thiệu vấn đề này như thế nào? Sẽ có bạn giới thiệu một cách trực tiếp, đó là gì ạ? Khủng bố hiện nay đang là một vấn nạn có ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu. Đây là một cái hành động tiêu cực ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình thế giới. Đó là một cách giới thiệu. Nhưng có bạn thì sẽ giới thiệu một cách gián tiếp. Đó là gì ạ? Khao khát hòa bình là khao khát chung của toàn nhân loại. Mỗi con người sinh ra thì đều mong muốn được chung sống hòa bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thế giới thì còn tiềm ẩn những nguy cơ về khủng bố. Tùy theo cách mà các bạn giới thiệu, các bạn có thể giới thiệu vấn đề một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nhưng nhất thiết ở trong phần mở bài chúng ta phải đưa được vấn đề mà chúng ta nghị luận vào để giới thiệu, được chưa nào? Ở phần mở bài này, các bạn có thể giới thiệu vấn đề trực tiếp. Hoặc là gián tiếp. Hoặc là gián tiếp. Tùy theo cách mà các bạn giới thiệu, được chưa? Đây là phần mở bài. Sau khi chúng ta đã giới thiệu được vấn đề rồi thì chúng ta sẽ sang bước thứ hai, đó chính là về phần thân bài. Nào, thân bài, dấu sao thứ hai. Trong phần thân bài của một bài nghị luận xã hội thì không phải là tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống mà đâu, mà nó là kiểu chung cho cái toàn bộ cái đề nghị luận xã hội, thì chúng ta phải tiến hành theo 3 ý nhỏ. Ý đầu tiên đó là chúng ta phải giải thích được vấn đề. Ý thứ hai là chúng ta sẽ đi bàn luận, đánh giá vấn đề. Và ý thứ ba là chúng ta sẽ phải rút ra bài học cho bản thân, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất, đó chính là giải thích vấn đề. Giải thích vấn đề. Giải thích là một thao tác nghị luận cần phải có khi chúng ta làm một bài nghị luận xã hội. Vậy bởi vì là thao tác này nó sẽ làm cho người đọc, người nghe hiểu vấn đề mà mình đang nghị luận đó là vấn đề nào. Và bản thân mình khi mà mình hiểu rõ được ý nghĩa của vấn đề, hiểu rõ được nội dung của vấn đề thì chúng ta sẽ đưa ra cách đánh giá, đưa ra cách nhận xét và nêu quan điểm thật là kỹ về vấn đề này. Vậy thì khi mà chúng ta giải thích vấn đề nhé các bạn chú ý cho cô này. Giải thích là chúng ta lý giải, chúng ta cắt nghĩa vấn đề. Vậy thì nhìn vào đề này, khủng bố đang là một vấn nạn ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu, thì có những từ ngữ nào chúng ta cần phải giải thích các bạn? Các bạn phải tìm cho được những từ ngữ nào được coi là từ khóa, những từ khó mà khi chúng ta giải thích vấn đề thì người đọc có thể hiểu, người đọc và người nghe có thể hiểu vấn đề chúng ta đang nói đến là vấn đề nào. Bây giờ các con chú ý trên bảng này. Đối với đề này thì có hai từ mà chúng ta cần phải giải thích. Đầu tiên đó chính là từ khủng bố và thứ hai đó là từ vấn nạn. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào giải thích từng từ, sau đó chúng ta sẽ tiến hành giải thích của cả câu, tức là chúng ta sẽ giải thích khái quát vấn đề, được chưa nào? Đầu tiên đó là khủng bố. Vậy thì khủng bố là gì nhỉ? Khủng bố là một hình thức đấu tranh xã hội mang tính cực đoan, dùng bạo lực hoặc lấy bạo lực làm thước đo. Nào, là hình thức đấu tranh xã hội. Đấu tranh xã hội cực đoan. Lấy bạo lực hoặc dùng bạo lực làm thước đo. Làm thước đo. Tại sao lại nói đây là một hành động đấu tranh cực đoan, là bởi vì những người mà người ta tiến hành khủng bố thì người ta cứ nghĩ là hành động này là đúng, mà người ta không thể nào xem xét những vấn đề một cách toàn diện và ở nhiều hướng khác nhau. Được chưa? Và lấy bạo lực và dùng bạo lực làm thước đo, bởi vì chúng ta thấy này, nhiều khi khủng bố không chỉ là sử dụng nắm đấm, không chỉ là sử dụng bạo lực, mà có khi cái khủng bố đó còn là khủng bố về mặt tinh thần của con người. Đó là cái từ đầu tiên. Từ thứ hai các bạn cần phải giải thích này, đó là vấn nạn là gì? Vấn nạn. Vấn ở đây tức là vấn đề, nạn thì chúng ta có thể hiểu đây là nạn nhân hoặc là tệ nạn. Vậy thì vấn nạn chúng ta có thể hiểu đó là gì ạ? Đó là một vấn đề nổi cộm, bức bách đối với đời sống của con người. Vấn đề nổi cộm.
nổi cộm, bức bách của xã hội. Sau khi chúng ta đã giải thích được những từ khó, những cái từ được xem là từ khóa của đề bài rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành. Vậy thì cái vấn đề chúng ta nói đến đó là gì? Chúng ta sẽ giải thích khái quát cả vấn đề. Vậy thì vấn đề mà người ta cho các bạn đó là gì? Khủng bố hiện nay đang là một vấn đề cấp bách có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, được chưa nào? Khủng bố đang là một vấn đề cấp bách. Ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Thế giới COVID tắt nhé. Vậy là chúng ta đã giải thích xong vấn đề mà chúng ta sẽ nghị luận ngày hôm nay. Đó là khủng bố đang là một vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Vậy thì chúng ta sau khi phần giải thích xong, chúng ta đã hiểu được cái vấn đề mà chúng ta nghị luận rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành sang bước là đánh giá và bàn bạc về vấn đề. Bước thứ hai, đó là bàn luận vấn đề. Bàn luận. Ở bước bàn luận vấn đề này thì sẽ có những ý nhỏ. Thứ nhất đó là chúng ta phải nêu được thực trạng của vấn đề này là gì. Đấy, thực trạng tức là vấn đề này nó diễn ra ở đâu, nó diễn ra với những đối tượng nào. Sau phần thực trạng thì chúng ta sẽ nêu đến hậu quả của vấn đề. Vấn đề này nó mang đến cái hậu quả gì đối với xã hội, đối với đời sống của con người. Từ hậu quả đó chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Và từ nguyên nhân chúng ta sẽ đưa ra được những giải pháp khắc phục, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là thực trạng. Thực trạng của vấn đề. Như cô vừa nói, đó là thực trạng là vấn đề này nó diễn ra ở đâu, nó diễn ra với những đối tượng nào. Thì đọc đề chúng ta sẽ thấy nhé, khủng bố đang là một vấn nạn ảnh hưởng đến phạm vi toàn cầu. Tức là chúng ta sẽ xác định ngay vấn đề này nó xảy ra trên phạm vi toàn cầu và xảy ra ở khắp cả tất cả mọi nơi trên thế giới, được chưa? Và nó sẽ có những cấp độ khác nhau. Đó là những cấp độ gì nhỉ? Khủng bố thì sẽ diễn ra giữa quốc gia này với quốc gia khác. Đó chính là bạo lực nhà nước. Bạo lực nhà nước chúng ta có thể hiểu đó là chiến tranh, để dùng sức người, dùng vũ khí để thôn tính những quốc gia khác, được chưa? Thứ hai đó là bạo lực gì? Bạo lực giữa khủng bố gì? Khủng bố giữa các tổ chức chính trị, giữa các cơ quan đoàn thể, giữa các đảng phái, giáo phái mà khác nhau về mặt tư tưởng và quyền lợi. Còn cá nhân thì có xảy ra khủng bố không các bạn? Có. Cá nhân thì vẫn có khủng bố nhé các con. Khủng bố thứ nhất đó là qua hình thức là sử dụng bạo lực để đe dọa, đúng không? Nhưng cái hình thức thứ hai đó là có thể là không phải sử dụng bạo lực, không sử dụng nắm đấm, mà người ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Sử dụng bạo lực về tinh thần. Tức là các con có thể hiểu như này. Ví dụ như là một người mà người ta rơi vào một cái scandal nào đó, thì sẽ có rất là nhiều người, người ta sẽ gọi điện thoại hăm dọa, đe dọa, hay là người ta sẽ nhắn tin để lăng mạ, để sỉ nhục, để miệt thị. Thì những con người mà người ta chịu những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn đó, người ta vẫn phải chịu cái sự khủng bố. Tuy là không sử dụng, không chịu cái sự khủng bố về mặt vũ lực đâu, nhưng họ chịu sự khủng bố về mặt tinh thần. Bây giờ chúng ta ghi cho cô nhé, thực trạng này, đó là diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Với nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất này, đó là giữa các quốc gia. Thứ hai là các tổ chức chính trị này, giáo phái. Và thứ ba, đó là nó xảy ra ở cấp độ là giữa cá nhân với nhau. Giữa các cá nhân với nhau.
Các bạn chú ý lại cho cô một lần nữa nhé. Về phần thực trạng thì vấn đề này diễn ra trên phạm vi toàn cầu, là nó ảnh hưởng đến tất cả mọi quốc gia, nó diễn ra ở khắp mọi nơi và nó sẽ có những cấp độ khác nhau. Thứ nhất đó là khủng bố giữa quốc gia này với quốc gia khác. Thứ hai là khủng bố giữa các tổ chức chính trị này với tổ chức chính trị khác, những cơ quan đoàn thể, những giáo phái, đảng phái mà có mâu thuẫn với nhau về tư tưởng và quyền lợi. Và thứ ba là nó diễn ra giữa các cá nhân với nhau. Giữa các cá nhân thì cô nhắc lại một tí nhé. Giữa các cá nhân thì có thể là sử dụng vũ lực để đe dọa, nhưng còn một hình thức nữa đó là người ta sẽ khủng bố về mặt tinh thần, được chưa? Những cái lời sỉ nhục, lăng mạ, những cái lời đe dọa, hăm dọa mà không trực tiếp sử dụng bằng vũ lực thì đó chính là khủng bố về mặt tinh thần, được chưa nào? Vậy thì từ thực trạng trên nó sẽ dẫn đến hậu quả gì? Thì chúng ta tiếp tục bàn luận sang phần hậu quả. Hậu quả. Hậu quả đầu tiên, chúng ta cùng xem xét nhé. Giữa quốc gia này với quốc gia khác, nếu như có vấn đề liên quan đến chiến tranh xảy ra, khi mà người ta sẽ sử dụng vũ khí, sử dụng sức người để thôn tính các quốc gia khác, thì hậu quả đầu tiên đó là gì ạ? Đe dọa đến hòa bình và sự sống của các quốc gia. Đầu tiên này, hậu quả thứ nhất đó là đe dọa hòa bình, sự sống của các quốc gia. Vậy thì tại sao lại đe dọa đến hòa bình và sự sống của các quốc gia các em? Bởi vì một đất nước khi rơi vào cái vấn đề đó là bị khủng bố hoặc đe dọa bị khủng bố thì chắc chắn đất nước đó, cái nền, xã hội, tình hình xã hội nó sẽ rơi vào trạng thái bất ổn. Những khu vực này nó sẽ không được an toàn và thậm chí là gì các bạn? Những người dân ở đất nước này họ sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh đó là sống trong cái trạng thái đó là chết chóc và đẫm máu, được chưa? Và thứ hai này, đó là những tình hình kinh tế của những đất nước này sẽ rơi vào trạng thái đó là suy sụp về kinh tế. Bởi vì thay vì việc người ta tập trung vào phát triển kinh tế, đưa đất nước đi lên thì người ta lại tập trung dồn hết toàn lực của mình để chống lại nạn khủng bố. Vậy thì chúng ta sẽ thấy hậu quả đầu tiên đó chính là đe dọa đến hòa bình và sự sống của các quốc gia trên thế giới, được chưa? Thứ hai này, hậu quả thứ hai đó là ngoài đe dọa về hòa bình và sự sống thì khủng bố còn đe dọa đến tính mạng và của cải của con người. Đe dọa đến tính mạng. Của cải của con người. Tại sao khủng bố lại đe dọa đến tính mạng và của cải của con người các bạn? À, chúng ta sống trong một đất nước mà chiến tranh xảy ra liên miên. Chúng ta sống trong một đất nước mà mỗi khi chúng ta bước ra đường sẽ có sẵn sàng những kẻ mà xả súng, đánh bom liều chết. Thì chắc chắn chúng ta sẽ, cái tâm lý của chúng ta sẽ trở nên vô cùng căng thẳng. Và chắc chắn là chúng ta sẽ lo đến tính mạng của mình, nó có bị ảnh hưởng hay không. Chúng ta có thể là một vụ xả bom, một vụ đánh bom liều chết nào đấy sẽ cướp đi sinh mạng của mình hoặc là người thân của mình. Vậy thì chắc chắn khủng bố nó sẽ mang đến hậu quả thứ hai là đe dọa đến tính mạng và của cải của con người, được chưa? Thứ ba này, hậu quả thứ ba đó là gì ạ? À, chúng ta biết là như cô vừa nói ở đầu bài là khao khát hòa bình là khao khát chung của toàn nhân loại. Mỗi con người sinh ra họ đều muốn sống trong cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, chan hòa. Tuy nhiên, vấn đề khủng bố nó đã phá vỡ đi cái khao khát hòa bình và nó đi ngược lại với chính nghĩa, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ ghi cái hậu quả thứ ba đó là phá vỡ nền hòa bình thế giới. Phá vỡ nền hòa bình. Cô ghi sang bên này nhé. Phá vỡ nền hòa bình thế giới và đi ngược lại với chính nghĩa. Đi ngược lại chính nghĩa.
Bởi vì con người sinh ra thì muốn sống trong hòa bình. Tuy nhiên, vấn đề khủng bố lại khiến cho con người đánh mất đi những cái nhu cầu đó của bản thân. Được chưa? Và con người lại phải sống trong những cái cảnh đó là gì các bạn? Chết chóc, đau thương. Cho nên là sẽ đi ngược lại với chính nghĩa và khát vọng của con người. Vậy thì đó là những hậu quả mà chúng ta sử dụng bằng vũ lực. Hay còn nói cách khác đó là khủng bố vũ trang. Vậy thì khủng bố tinh thần nó sẽ mang đến hậu quả gì không? Thì chúng ta xét thêm một cái nữa nhé. Dấu cộng tiếp theo. Về khủng bố tinh thần này, cô mới nói với các bạn một ý đó là gì? Nếu như một người mà người ta rơi vào một cái scandal nào đó, vậy thì khi mà họ đang đứng trông chênh giữa bờ vực như vậy, thì có những người người ta sẵn sàng gọi những cuộc điện thoại, người ta hăm dọa, đe dọa, thậm chí người ta sẽ nhắn những tin nhắn xúc phạm, lăng mạ người đó. Thì bản thân những cái người mà chịu những sự xúc phạm và lăng mạ đó, họ sẽ cảm thấy một sự tra tấn khủng bố về tinh thần. Vậy thì khủng bố đó nó sẽ mang đến hậu quả là gì? Nó sẽ khiến cho con người bị sang chấn tâm lý, bị áp lực về tâm lý, có thể dẫn đến những hệ lụy đó là gì các bạn? Có thể người ta sẽ rơi vào trạng thái là trầm cảm. Thậm chí có những người, người ta vì không chịu nổi những khủng bố tinh thần đó, những căng thẳng mệt mỏi đó mà người ta sẽ sẵn sàng tìm đến cái chết. Vậy thì một hậu quả tiếp theo đó là tạo sức ép tâm lý nặng nề đối với con người. Tạo sức ép tâm lý nặng nề. Với con người. Đây là khủng bố về tinh thần nhé các con. Khủng bố tinh thần. Vậy thì khi mà chúng ta đã bàn luận về hậu quả của khủng bố rồi, chúng ta có thể kết luận một điều là gì? Khủng bố là một vấn nạn và chúng ta cần phải đẩy lùi và loại bỏ nó ra khỏi xã hội. Ý tiếp theo, sau khi mà chúng ta bàn luận về hậu quả rồi, vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái hậu quả này? Hậu quả này là do nguyên nhân nào mà ra? Thì chúng ta lại tiếp tục bàn luận sang một nguyên nhân. Nguyên nhân. Khủng bố là do nguyên nhân gì nhỉ? Điều gì đã tạo nên cái hiện tượng khủng bố này? Đầu tiên đó chính là do lợi ích về kinh tế. Đúng không? Lợi ích về kinh tế, những vấn đề kinh tế, về quan hệ xã hội, về quyền lực, rồi về gì nữa? Về giai cấp, đó là những cái vấn đề mà nó tác động mạnh đến cái nạn khủng bố. Chúng ta có thể quay lại lịch sử một chút xíu này. Chúng ta biết là Việt Nam đã bị Trung Quốc thôn tính trong cả ngàn năm đúng không? Chúng ta có 1.000 năm bắc thuộc. Vậy thì tại vì sao Trung Quốc lại thôn tính Việt Nam? Bởi vì Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành một quận, huyện của Trung Quốc. Vậy thì đó có phải là lợi ích về kinh tế không các con? Đó chắc chắn là lợi ích về kinh tế. Hay là sau này chúng ta chịu sự khủng bố đàn áp, xâm lược của Pháp và Mỹ. Bởi vì những nước này đã nhìn thấy được những lợi ích mà khi xâm lược Việt Nam người ta sẽ có được. Vậy thì nguyên nhân đầu tiên các con có thể ghi cho cô, đó chính là xuất phát từ lợi ích kinh tế. Nào, xuất phát từ lợi ích kinh tế. Giai cấp và quan hệ xã hội. Quan hệ xã hội. Đó là nguyên nhân đầu tiên. Còn nguyên nhân thứ hai này, chúng ta thấy là nguyên nhân đầu tiên là bởi vì là đây, giữa các quốc gia với nhau là bởi vì là xuất phát từ vấn đề lợi ích kinh tế đúng không nào? Vậy thì giữa các cơ quan, đoàn thể, những tổ chức chính trị, giáo phái, đảng phái, người ta khác nhau về tư tưởng, khác nhau về quyền lợi. Thì bởi vì sao? Những tư tưởng quyền lợi đó nó sẽ tạo ra cái gì các bạn? Mâu thuẫn và xung đột về lợi ích và quyền lợi, được chưa? Thứ hai này, đó là xung đột, mâu thuẫn về lợi ích. Xung đột mâu thuẫn về lợi ích. Và còn một lý do nữa, đó là gì các bạn? Chúng ta thấy này, quay trở lại cái câu chuyện là một người rơi vào một cái scandal nào đấy, thì có những người người ta không liên quan gì đến cái bản thân cái con người kia cả. Và cái sự việc scandal nó cũng không liên quan gì đến bản thân mình. Nhưng vì cái thói ích kỷ, mình vẫn nhắn những cái tin nhắn, có những anh hùng bàn phím nó là gì? Người ta nhắn những cái tin nhắn để làm gì các bạn?
để hăm dọa này, để chửi bới này, để làm gì? Để miệt thị, để lăng mạ, để xúc phạm người khác, chỉ để thỏa mãn cái thói ích kỷ của bản thân. Tức là bản thân mình muốn người khác phải cảm thấy đau khổ, thì đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến khủng bố tinh thần. Thứ hai đó là gì? Cái sự gọi là sự ích kỷ và sự độc đoán của bản thân, rằng là tôi muốn cái này cho nên tôi sẽ tiến hành khủng bố để có bằng được những thứ mà tôi muốn. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến khủng bố, được chưa nào? Các bạn ghi cho cô. Do sự ích kỷ, độc đoán của con người tất cả những nguyên nhân này đã góp phần tạo nên những hệ quả, hệ lụy đáng tiếc xảy ra. Đó chính là nó sẽ phá vỡ đi cái cuộc sống tốt đẹp, một bầu không khí tốt đẹp giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và những người bình thường với nhau trong cuộc sống. Vậy thì khi chúng ta đã thấy được những nguyên nhân này rồi, đó là những nguyên nhân dẫn đến những cái hệ quả đáng tiếc, vậy thì chúng ta khắc phục nó bằng cách nào? Thì chúng ta tiếp tục sang một mục nữa, một cái ý nữa, đó chính là biện pháp khắc phục. Biện pháp khắc phục. Làm sao để chúng ta có thể khắc phục được những nguyên nhân này nhỉ? Thứ nhất này, đó là chúng ta thấy là khủng bố giữa các quốc gia này với quốc gia khác bởi vì lợi ích về kinh tế. Họ sẵn sàng gây chiến tranh để làm gì? Để thôn tính những cái quốc gia khác. Vậy thì biện pháp đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là chúng ta phải chung sống bình đẳng. Bình đẳng về gì? Về lợi ích. Bình đẳng về gì? Bình đẳng về những cái quyền dân tộc, quyền tự quyết của mỗi quốc gia. Và trong cái bản tuyên ngôn độc lập thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói một cái câu, có viết một câu là gì các bạn? Mỗi dân tộc sinh ra đều có quyền tự do và bình đẳng. Vậy thì để tránh cái nạn khủng bố này, chúng ta điều đầu tiên, giải pháp đầu tiên đó chính là chúng ta phải bình đẳng giữa các dân tộc, được chưa? Ý thứ nhất đó là bình đẳng. Cô xóa bảng bên này nhé. Giải pháp thứ hai này, đó là chúng ta thấy là các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị, giáo phái, đảng phái, người ta khác nhau về mặt tư tưởng. Cho nên người ta muốn sử dụng khủng bố để có thể bài trừ lẫn nhau, để có thể thôn tính lẫn nhau. Rút cuộc cũng là bởi vì gì các bạn? Vì những mâu thuẫn và xung đột về lợi ích. Vậy thì chúng ta có một cái giải pháp tiếp theo, đó chính là gì? Thương lượng và đàm phán để cùng tìm ra những giải pháp hợp tình hợp lý, có lợi cho cả đôi bên. Thứ hai đó là thương lượng và đàm phán. Thương lượng và đàm phán giữa các tổ chức chính trị, các cơ quan đoàn thể với nhau. Và thứ ba, giải pháp thứ ba mà cô muốn nói với các bạn đó là gì ạ? Đó là khi mà những cái cá nhân mà người ta do vì sự ích kỷ, độc đoán của bản thân, chúng ta muốn người khác phải đau khổ, cho nên là chúng ta sử dụng khủng bố về tinh thần để có thể đe dọa, để có thể đay nghiến người khác. Thì thay vào đó, tại sao chúng ta không chung sống, biết sẻ chia, biết quan tâm và yêu thương lẫn nhau? Đây, sống sẻ chia, yêu thương lẫn nhau. Khi chúng ta sống sẻ chia và yêu thương lẫn nhau thì chắc chắn sẽ không có những cái hành động dùng bạo lực để đe dọa, ví dụ như là thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng hạn, phải không nào? Và sau khi chúng ta đã nêu được những biện pháp khắc phục rồi thì chúng ta sẽ rút ra những bài học cho bản thân. Bài học. Trong phần bài học này thì các bạn sẽ rút ra cho cô, thứ nhất đó là bài học về nhận thức và thứ hai đó là bài học về hành động. Tức là sau khi chúng ta đi nghị luận vấn đề này, chúng ta rút ra được điều gì cho bản thân? Các bạn đã bao giờ khủng bố tinh thần ai hay chưa? Và chúng ta làm như vậy thì chúng ta cảm thấy là chúng ta sai hay là đúng? Đó chính là bài học về nhận thức. Còn bài học về hành động là gì các bạn? Chúng ta phải biết một điều đó là gì? Khủng bố là một hiện tượng phản nhân văn. Và những cái hiện tượng phản nhân văn này chúng ta cần phải chung tay góp sức như thế nào để tuyên truyền chống lại khủng bố, được chưa? Đó chính là cái phần bài học. Các bạn nhớ cho cô nhé, bài học thì sẽ có nhận thức này,
và bài học về hành động. Nhắc lại các bạn nhé, bài học nhận thức, chúng ta rút ra được điều gì khi mà chúng ta trình bày quan điểm này? Chúng ta đã từng bạo lực tinh thần ai hay chưa? Đã khủng bố tinh thần ai hay chưa? Và chúng ta sẽ nhận ra rằng vấn đề đó là đúng hay là sai, chúng ta cần phải thay đổi như thế nào. Còn hành động, đó là chúng ta phải chung tay góp sức tuyên truyền để chống lại khủng bố. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào phần kết bài. Dấu sao thứ ba đó là kết bài. Ở phần kết bài này chúng ta sẽ khái quát lại một lần nữa vấn đề. Chúng ta sẽ có thể nói là gì ạ? Khao khát hòa bình không chỉ là một cái khao khát chính đáng của con người, mà đó chính là mục đích sống của con người. Vì vậy chúng ta hãy cùng chung sống hòa bình với nhau. Vậy thì phần kết bài này các bạn sẽ mỗi người sẽ tự khái quát lại cho mình một ý, miễn là chúng ta sẽ như thế nào, đánh giá chung về vấn đề và có thể đưa ra những cái triết lý sâu sắc gì đó của mỗi cá nhân. Bài học ngày hôm nay thì cô đã tiến hành nghị luận cho các bạn về một hiện tượng đời sống, và hiện tượng này là hiện tượng tiêu cực. Buổi học chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sang giải đề một cái đề nghị luận về hiện tượng đời sống, nhưng nó là một hiện tượng tích cực. Hy vọng là bài học ngày hôm nay sẽ có những cái kiến thức bổ ích cho các con. Và chào các con.